chung tình, thế luôn chỉ có đôi mình, hẹn một đời yêu chỉ mình tôi. Kiếp người con gái chót mang khổ đau, còn lối đi nào cho người về sau? Vì tình lời hứa chung tình, vì yêu nên cho trao mình, giờ ngồi đây khóc thương phận mình. Chẳng còn tin đến chuyện tình. Tới giờ vô học rồi đó. Thôi, hai đứa vô lớp lẹ đi. Nhanh lên. Thứ ba con đi học. Nè, xin lỗi con nghe. Thưa chú, con đi học. Tôi biết rồi. Không, không phải. Không phải là tránh mặt đâu. Chỉ là lúc này tôi bận quá. Hả? Còn tiền nợ? Không phải, không phải. Không phải là tôi không thanh toán đâu. Tại nhiều việc quá cho nên là tôi quên thôi. Rồi, 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 rồi. Anh yên tâm đi. Lát nữa tôi sai người mang qua cho anh. Dạ, alo. Anh Phùng mà, số nợ hôm trước anh hứa thanh toán, tới nay quá hạn một tuần rồi. Anh có trả hay không nói một tiếng đi, đừng bắt tôi phải chờ lâu như vậy. Dạ, dạ, dạ trả chứ anh. Em biểu thằng Mạnh đem qua cho anh từ tối hôm qua rồi. Chắc nó lu bu quá cho nên nó quên đó. Dạ, có gì em nhắc nó cho. Hứa thì uy tín một chút đi. Tôi chỉ cho cậu hết ngày hôm nay thôi đó. Cậu mà không thanh toán đúng hạn đừng trách tôi á. Làm gì dữ vậy? Có mấy trăm ngàn làm thấy ghê. Đại ca. Gì? Đại ca ký sơ giùm em cái này một cái. Nè, tao là ông chủ, nói bao nhiêu lần rồi, cứ đại ca hoài à. Dạ biết rồi. Ông chủ ký giùm em cái coi. Mày không hả? Giờ này mày kêu tôi ký rút tiền trả nợ hả? Mày làm toán kiểu gì mà tiền còn hay không có không biết nữa. Dạ em biết. Nhưng mà đại ca, mình trễ hẹn với người ta mấy lần rồi. Lần này đại ca mà không trả nợ á, nó kiện ra tòa đó. Ủa, mày không biết năn nỉ hả? Không biết hạ giọng thuyết phục người ta hay sao? Mà chuyện gì mày cũng tới trình tao hết vậy? Tao trả lương cho mày hay là mày trả lương cho tao? Dạ em biết. Là ông chủ trả lương cho em. Trời ơi thiệt chứ, em năn nỉ người ta dữ lắm rồi, người ta đâu có chịu đâu. Hết lời thì cứ phải kiếm cho ra cách. Không được á thì mày ráng quỳ lại người ta. Thiệt tình luôn, em sẽ cố gắng. Nhưng mà ông chủ cũng phải tìm cách xoay sở chứ.
Chứ tình trạng này mà kéo dài á, em e là cái hãng của mình á không có thọ đâu. Nè, tao biết rồi, không cần mày dạy đâu. Ủa, sao mày còn chưa chịu đi? Đứng đó chi nữa? Thì giờ em đi nè. Hồng à, Hồng, Hồng ơi, cưng à, ăn thêm miếng bánh nữa đi. Đi nè, ăn đi. Ừ? Sao vậy? Sao không chịu ăn? Con ngán rồi hả? Tội nghiệp quá à. Thôi để chiều ba đi làm về, má kêu ba mua sữa cho con uống nha. Mimi của má ngoan nha. Nhà cửa gì bề bộn không có ai dọn dẹp hết à? Con Hồng đâu rồi? Hồng à, miếng nước cũng không có nữa. Giờ này mà cũng không lo cơm nước gì hết trơn. Con Hồng đâu rồi? Hồng à. Trời, cái ông già này. Con Hồng đó rồi, nó để nhà cửa gì nè. Con quên nói cho ba biết là hôm qua con cho con Hồng nó nghỉ việc rồi. Sao tự nhiên lại cho nó nghỉ? Bây giờ kiếm một đứa giỏi vắng siêng năng như nó đâu có dễ. Con biết, nhưng mướn nó rồi tiền đâu á mà trả. Thời buổi khó khăn, liệu cơm gấp mắm thôi ba. Anh Phùng ảnh kêu con cho nó nghỉ để giảm bớt tiền. Giảm tiền cái gì? Mỗi tháng có bao nhiêu đâu mà cắt di giảm? Con không có biết. Anh Phùng anh biểu làm sao á thì con làm vậy. Ba muốn á thì ba đi hỏi ảnh đi. Bây giờ con lên phòng. Bây giờ lên phòng làm cái gì? Nhà cửa ê hề như vậy nè, con Hồng nó nghỉ rồi, ai dọn dẹp đây? Ba nói nhiều quá à. Không ai làm á thì ba bỏ nó đi, có làm sao đâu. Mà ba đói, ba đi ra tiệm ba ăn. Con phải dỗ cho con Mimi của con nó ngủ. Nãy giờ nó chuyện với ba, nó mệt rồi nè. Vậy con đi lên đi. Lúc nãy tuy đã giới thiệu về bản thân của mình rồi, nhưng mà ở trong lớp ồn quá, mình nghe không có rõ. Giờ ra đây mọi người có thể nói lại một lần nữa. Có hiểu nhau á thì sau này mới hợp tác vui vẻ được. Mọi người có đồng ý với mình không? Đồng ý. Đồng ý. Vậy, đồng ý. Mình tự giới thiệu trước nha. Mình là Trọng Văn. Năm nay mình 19 tuổi. Ủa, 19 tuổi? Nói vậy là anh bị ở lại tới 2 năm lận hả? Không, không phải là bị ở lại 2 năm. Biết nói sao giờ đây ta? Đơn giản là vì hoàn cảnh gia đình nên mình học trễ 2 năm. Mọi người không biết chứ lớp trưởng của mình học giỏi lắm. Lớp trưởng của mình á chính là tác giả của truyện ngắn Giọng Đêm Trăng trên nhật báo Trắng Đen đó. Ôi, lớp trưởng, anh là tác giả truyện ngắn Giọng Đêm Trăng thiệt á hả? Đúng rồi đó. Trời ơi, ngưỡng mộ quá à. Truyện đó em đọc rồi, hay lắm luôn á. Cảm ơn Hạnh Nga nha. Trời ơi, đúng là nhân tài á, ngàn năm có một nha. Bữa nào mà có truyện mới, lớp trưởng nhớ cho tụi này coi trước ha. Sẵn sàng thôi. Em á là khán giả hâm mộ ruột của anh luôn á. Em nữa. Nhưng mà mọi người im lặng để cho lớp trưởng giới thiệu tiếp nha.
bằng giới thiệu của anh nãy giờ cũng đủ rồi. Chưa, chưa đủ. Anh phải giới thiệu mình là cháu của ông chủ hãng phân bón thuốc trừ sâu nhà nông nổi tiếng nữa. Hãng này nổi tiếng lắm á, ai cũng biết hết trơn. Thật ra đó là hãng của chú mình thôi. À, còn bây giờ Hạnh Nga giới thiệu về bản thân của mình đi. Xin giới thiệu với mọi người, mình là Hạnh Nga, năm nay mình 17 tuổi. Mình là con gái của hãng xây dựng Tiến Hưng. Hả? Hãng Tiến Hưng hả? Trời ơi, sao lớp mình ai cũng giàu hết trơn vậy? Khánh An tôi cũng vậy nè. Trước kia má tôi làm ca sĩ, bây giờ làm bà chủ quán cơm Tấm Nghĩa, nổi tiếng khắp chợ lớn này luôn. À, cơm Tấm Nghĩa hả? Chỗ đó Nga biết nè, Nga có được ba chạy tới đó vài lần, ở trong chợ lớn đúng không? Đúng rồi đó. Mai mốt á, Nga mà tới quán của má tôi ăn, tôi sẽ nói với má tôi tính rẻ cho Nga liền. Hứa nha. Ừ. Nói thì nhớ nghe chưa? Nhớ chứ sao không nhớ. Ờ, rồi giờ tới ai giới thiệu nữa ta? Tới tôi. Tôi á, tên là Mỹ Hòa, tôi năm nay 17 tuổi. Nhà tôi á, làm nghề lái xe đò chạy lục tỉnh miền Tây luôn á. Trời ơi, như vậy là bạn đi xe khỏi tốn tiền rồi hả? Xuống thiệt đó. Trinh. Sao nãy giờ em im lặng vậy? Tự giới thiệu về mình đi. Ừ, tới bạn đó. Đúng rồi. Dạ, thưa anh, thưa mọi người, em tên là Ngọc Trinh, năm nay em 17 tuổi. Ủa, vậy nhà bạn làm nghề gì? Mình không biết nữa. Ủa, sao không biết ta? Thì tại má mình không nói cho mình nghe, mà mình cũng không có hỏi, nên mình không biết chứ làm sao. Con mà không biết ba má mình làm nghề gì, trong đời trời đất á, mới nghe lần đầu tiên luôn á. Chưa nghe thì bây giờ nghe đi. Mình không có ba, chỉ có má thôi. Cho dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng là một đứa nghèo nhất lớp thôi. Anh nghe, em nói cái gì kỳ vậy? Sao bạn biết nhà Ngọc Trinh nghèo? Thì nhìn quần áo nó đi. Nhìn vải thì đã biết vải rẻ tiền rồi. Đã vậy còn đi học bằng xe đạp cũ nữa. Chưa nói tới cái chuyện xém đụng tôi chết luôn. Bạn ăn nói kiểu gì vậy? Mình đi xe đạp, làm sao đụng bạn ngồi trong xe hơi được? Thôi đi, xe của bạn đụng trúng xe của ba tôi thì có. Thôi 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 thôi, hai đứa đừng có cãi nữa. Chuyện qua rồi thì thôi. Bây giờ tụi mình uống hết nước đi nè, rồi tôi dẫn mọi người đi ăn chè nha. Được á. Được á. Quan Hô, tôi biết có tiệm chè này ngon lắm, để tôi dẫn mọi người đi. Đồ ham ăn. Kệ tôi đi. Thôi, uống đi rồi mình đi ăn. Ừ, uống lẹ đi. Ủa, em đang làm cái gì vậy? Chị coi nè, em mới mua bộ đồ này cho con Trinh đó, chị thấy đẹp không? Bao nhiêu đây là đồ của con Trinh hết hả? Có 3 bộ thôi mà, tại em bày ra nên chị thấy nhiều. Chị coi đi, toàn mà con Trinh thích không hả? Giải đẹp như vậy chắc là mắc lắm ha. Để chị đoán thử, nhiêu đây là đi đứt nửa tháng lương rồi đúng không? Thì em mua nhiều sạp nên cũng không nhớ là bao nhiêu hết á. Chị, nè, chị thấy đẹp đúng không? Còn Trình thấy chắc mừng lắm á. Con gái cỡ đó, đứa nào mà không ham quần áo đẹp. Nhưng mà em cũng bớt nuông chiều nó đi. Em nghĩ tới bản thân mình với. Em á, ăn uống kham khổ, lại lao lực quá sức. Để đổ bệnh như cô á, thì khổ. Chị lại cằn nhằn em nữa rồi. Em có nuông chiều con Trinh gì đâu. Tại nó vô ban A, toàn con nhà giàu học giỏi. Với lại nó cũng thành thiếu nữ rồi, nên phải ăn mặc coi cho được. Mình lớn thì mặc sao cũng được, chứ để con ăn mặc lôi thôi bị người ta coi thường, tội nghiệp cho con lắm. Từ khi về với em á, chị chưa thấy con Trinh nó mặc đồ xấu một ngày nào hết. Chứ ở đó mà lôi thôi lết thết gì. Nếu mà không hiểu hoàn cảnh của em từ đầu á, thì chị đã tưởng con Trinh á là tiểu thơ con nhà giàu quyền quý rồi. Chị quá lời rồi.
Con Trinh thì làm sao được như con nhà giàu quyền quý chứ. Ủa, mới đi học về hả con? Thưa má, con đi học mới về. Thưa dì Sen. Ừ, là đây má nói nè. Dạ. Sao, học có vui không con? Dạ vui. Hôm nay con được lớp trưởng dẫn đi ăn chè nữa đó má. Trời ơi, sướng dữ vậy ta. Dạ. Mà nè, ăn uống phải giữ cái eo nha. Eo mà bự ra là tôi không có chịu trách nhiệm đâu à. Con biết rồi mà. Ủa đồ. Ui. Má mới mua đồ mới cho con hả? Ừ. Trời ơi. Trời ơi, đẹp quá à. Đẹp không dì Sen? Cái này nữa nè con. Trời ơi. Trời ơi, cái này cũng đẹp nữa nè. Cái này cũng đẹp nữa. Ủa, có ba bộ hả má? Ba cái là hết nửa tháng lương rồi. Chị, con nè, con thích không? Dạ thích. Đẹp quá. À mà má, má làm nghề gì vậy má? Sao tự nhiên con hỏi nghề của má? Thì tại bạn của con á, ai cũng khai nghề nghiệp của ba má mình ra. Riêng có con không biết má làm nghề gì hết trơn á. Mà má làm nghề gì vậy? Sao lần nào con hỏi, má cũng không chịu nói. À, không phải á, là gì nói với con rồi sao? Má con á là làm thơ ký cho mấy cái ông chủ ở hãng xưởng. Ồ, thì cái này con biết. Ừ. Nhưng mà má làm thơ ký cho chủ xưởng nào, hãng nào, ở đâu? Nói chung chung vậy sao con biết được? Má làm thơ ký cho ông. Tại vì má cũng hay thay đổi hãng đó, nên là má chưa tiện nói cho con biết. Con nè, con đừng có nghi ngờ má nha. Ủa, nghi ngờ gì? Con có nghi ngờ gì đâu. Mà má có chuyện gì để con nghi ngờ hả? Không, đâu có gì đâu. Thôi, đừng có nói mấy chuyện này nữa. Bây giờ con đi thay đồ, rửa mặt, rửa tay, rồi đi ăn cơm nha. Má còn đợi con nãy giờ. Đói bụng lắm rồi đó. Má đói bụng quá rồi. Thôi đi rửa mặt, tắm rửa, rồi má con mình ăn cơm. Dạ. Rồi đây má cất cho. Mà má, lần sau á, má mà có đổi hãng á, má kiếm cái hãng nào thiệt lớn má làm nha. Mấy bạn của con á, toàn là con của chủ hãng lớn không à. Đi học còn có xe hơi đưa đón luôn á. Má biết rồi. Thôi đi lẹ đi cô nương. Lẹ. Hú hồn, xíu nữa bị lộ rồi. Mà chị thấy nếu nó biết thì sao? Em định giấu tới bao giờ? Chị thấy là nó cũng lớn rồi. Hay là em cứ... Thôi chị, Ngọc Trinh nó đang hồn nhiên hạnh phúc. Em không muốn là con nó suy nghĩ để mà sao lãng chuyện học hành đâu chị. Tại chị thấy việc của em làm nó... Chị thương em thì chị giấu giùm em. Em năn nỉ chị mà. Chị thì lúc nào mà không thương em. Chị chỉ lo cho em. Em chiều con Trinh quá, rồi em cứ giấu giếm sự thật hoài cũng không hay. Chị e là có một ngày nó biết được, nó sẽ sốc. Không sao đâu chị. Em đã giấu được bao nhiêu năm rồi. Em nghĩ là con nó không tò mò làm gì đâu. Ừ, chị cũng mong là như vậy. Nhanh lên đi, chở chú vợ đi đi. Xem bị làm sao vậy? Dạ, xem bị bể bánh. Em dắt bộ, đằng coi có chỗ nào giá không? Ờ,
Đoạn này không có ai đâu. Em muốn giá xe thì phải lên Phan Đình Phùng mới có được. Ôi vậy là chết em rồi. Đường đó nghịch với đường nhà em. Ủa nhà em ở đường nào, xa hay gần? Dạ không xa cũng không gần, cách đây 3 cây số. 3 cây số? Dạ. Thôi bây giờ mình kiếm chỗ sửa xe nha. Dạ em cũng nghĩ vậy á. Để anh đi cùng em. Dạ làm phiền anh quá. Có cái gì đâu mà phiền, bạn bè không à. Đi ha. Dạ. Mình đi. Chị Hai ơi, chị Hai. Có nhà không chị Hai? Chị Hai ơi. Chị Hai ơi, có nhà không? Cậu Ba. Ủa Trinh, má con đi đâu rồi, có nhà không? Ủa Trinh, chú này là... Là cậu Ba em á. Cậu Ba. Dạ. Thưa cậu Ba, dạ cậu lại. Dạ đây là Trọng Giang, lớp trưởng học chung lớp với con á. Dạ cậu không có hỏi con. Mời cậu vô nhà. Gì vậy cậu Ba, anh chỉ đưa con về giùm thôi à, cậu kêu ảnh vô nhà làm gì? Cậu thích thì cậu mời thôi. Mời cậu. Cậu mời cậu Ba vô nhà. Tôi mời cậu. Dạ. Nói. Hai đứa bay câm hả? Nói là nói gì cậu? Tự nhiên cậu kêu tụi con nói, con có biết gì đâu nói. Biết. Anh biết cậu kêu mình nói cái gì. Cậu biết cái gì? Nói tôi nghe coi. Dạ con rất hân hạnh được biết cậu. Dạ mời cậu ngồi. Cái gì? Cậu giỡn với tôi hả? Nhà của chị tôi mà cậu mời tôi ngồi là sao? Dạ con xin lỗi cậu. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Bây giờ ngồi. Dạ. Nghe tôi hỏi, hai đứa bay quen bao lâu rồi? Trời ơi, vậy mà nãy giờ con tưởng cậu hỏi gì, thì ra là cậu hỏi vậy thôi hả? Quen bao lâu rồi? Dạ mới à. Dạ. Cái gì? Con mới quen mà dám dẫn nó về nhà rồi hả? Sao con ghê dữ vậy Trinh? Cậu Nè, cậu buông cháu tôi ra, tôi đánh cậu luôn bây giờ. Mà cậu nói gì con không hiểu gì hết trơn á. Rồi hai đứa bay tới đâu rồi? Dạ tới đâu? Là tới đâu cậu? Cậu đừng có giận mặt với tôi nghe. Là cậu có làm gì cháu tôi chưa? Ủa cậu nói gì con không hiểu. Mà làm gì là làm gì cậu? Cậu đừng có giả mù xả mưa nữa nghe. Thanh niên tụi cậu bây giờ tân tiến lắm á. Cậu mà làm gì cháu tôi á, tôi giết cậu liền. Nói trước nha, tôi không có hiền như tía tôi dưới quê đâu nha. Cậu làm gì là làm gì. Tự nhiên người ta có làm gì đâu mà cậu đòi giết anh Giang. Thì con, cậu nói gì vậy? Sao con nghĩ con vậy chứ? Cậu không có biết đâu. Cậu nghĩ cho cậu ra luôn. Trên cậu Ba, Trên. Cậu hiểu lầm rồi. Con với em Trinh chỉ là bạn bình thường thôi, học chung lớp và chung trường. Hồi nãy xe của em Trinh bị hư, con giúp em Trinh dẫn đi sửa rồi dẫn em Trinh về nhà. Chứ tụi con đâu có gì đâu cậu. Cậu nói thiệt không? Dạ thiệt, tụi con không có gì hết á. Bình thường? Dạ. Vậy là không có gì hết? Dạ.
Vậy mà tôi cứ tưởng... Con mời ba ăn trái cây. Con à? Dạ. Sao dạo này má thấy con ít quá vậy? Hay là bị áp lực học hành hả? Dạ, không có bị gì hết á. Tại vì con muốn ốm. Hả? Con muốn ốm? Con muốn mình á có được một vòng eo thiệt nhỏ. Mấy biết sao không? Tại vì ít bữa nữa con phải lên sân khấu. Cho nên là con muốn khi mà con lên sân khấu á, con phải đẹp, thiệt là đẹp. À, mà ba, một chút nữa ba dạy cho con làm thơ nha. Trời đất, ba làm gì biết mừng thơ mà dạy con? Ba này, ba giấu không à? Con biết hết rồi đó nha. Ba làm thơ là hay lắm luôn á. Nhất là mấy bài thơ tình tặng cho má nè. Trời đất, thơ tình tặng cho má? Ba với má suốt ngày cứ đóng kịch dụ con không à. Hôm bữa con dọn phòng, con lén đọc nhật ký của ba. Con thấy là ba làm thơ hay quá trời luôn á. Mà ba ơi, con thấy có một chút khó hiểu. Ba với má hạnh phúc như vậy nè, mà sao con đọc con thấy trong lời thơ của ba á, có những cái đoạn rất là buồn, giống như là ba đang bị thất tình vậy đó. Ba ơi, ba biết là con thích nhất bài nào không? Con thích nhất là bài Khóc Trăng của ba á. Dù câu từ của ba viết á nó buồn ơi là buồn, nhưng mà con cảm nhận được cái tình cảm của ba trong cái bài thơ đó rất là hay, rất là sâu sắc. Khóc trăng, buồn. Dạ, đúng rồi, bài Khóc Trăng á má. Mà ba, công nhận một điều là ba giỏi ghê luôn á nha. Ba khéo dí giòn ghê luôn á. Mà bên dưới bài thơ ba còn viết thêm là thương tặng Lệ Hằng nữa. Má ơi, má. Hả? Má chưa đọc bài này luôn á hả? Có chứ con. Ba con lần nào làm thơ mà không đọc cho má nghe. Làm sao mà má không biết được? Mà sao tự nhiên bữa nay con muốn ba con dạy con làm thơ vậy? Dạ, tại vì vài ngày nữa ở lớp con á có một chuyến đi dã ngoại ở ngoài cấp á, cho nên cô giáo con nói là ai có tài năng gì á cứ thể hiện ra hết, rồi tiết mục nào hay nhất á sẽ được biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành lập trường á. Con muốn anh Trọng Văn sẽ thấy được con làm thơ hay. Cái gì? Con trổ tài với bạn lớp trưởng hả? Dạ, anh Trọng Văn là lớp trưởng của con á. Anh ấy vừa đờn hay nè, vừa hát giỏi nè, nhà giàu mà còn đẹp trai nữa, phong cách nhất trường luôn á. Ảnh còn biết viết báo nữa đó ba má. Lớp con á ai cũng ngưỡng mộ ảnh hết luôn á, mà đặc biệt là những đứa con gái. Không ngoại trừ con gái của má ra chứ gì. Con gái của má tất nhiên là phải ngoại trừ rồi. Mà má biết không, trong lớp á con thấy ảnh nói chuyện với con nhiều nhất luôn á. Mà mỗi lần á con nhìn qua ảnh một cái là con thấy ảnh lén nhìn con không. Con của má đẹp như vậy thì dĩ nhiên là anh ta phải thích con rồi. Ủa má ơi, vậy là thích đó hả? Ừ. Vậy là anh Trọng Văn thích con á hả? Con khờ quá à. Nếu như mà con thích cậu ta thì con cũng nên cho cậu ta nhìn thấy tình cảm của con. Đừng có khó khăn quá mà lỡ mất cơ hội nha con. Em nói cái gì vậy? Con mình nó còn nhỏ mà. Anh đó, lúc nào cũng nói con còn nhỏ, gần 18 tuổi rồi. Với lại tình cảm trai gái khó nói lắm. Không tranh thủ đi vào trái tim của người ta lúc nó còn trống trải, mà đợi đến lúc nó đã có chủ rồi thì khổ suốt đời con à. Cái gì mà khổ suốt đời lận má? Không có yêu người này thì mình yêu người kia, chỉ là yêu thôi mà, có gì đâu mà quan trọng má. Con nói như vậy là tại vì con chưa biết yêu thôi.
Tình yêu là phải chiếm hữu, là phải tranh thủ giành lấy, con hiểu không? Nếu như không thì mình sẽ rất Trọng là... Trọng à, em lại dạy sai con nữa rồi. Nga, con đừng có nghe má con nói. Tình yêu á, đó là một chuyện rất bình thường. Nó sẽ đến tự nhiên bằng sự rung động của con tim. Nếu như mình dùng âm mưu để chiếm đoạt, có thể mình chiếm được thể xác, nhưng hoàn toàn không thể nào chiếm được tâm hồn và tình yêu đích thực của nó. Trời ơi, ba với má nói cái gì mà con không có hiểu gì hết á. Ba với má toàn dạy cái gì mà triết lý cao thâm không à. Con không biết yêu gì đâu, con không hiểu gì hết á. Nói tóm lại á, con cứ sống hồn nhiên và là một người tốt, tình yêu tự khắc sẽ đến, biết không? Làm người tốt chỉ thu về thiệt thòi cho mình thôi con à. Chị hai, sao khuya rồi chị hai còn chưa ngủ nữa? Bộ trên này tối nào chị cũng thức khuya vậy hả? Chị hai, bộ chị còn giận em hả? Giận sao không giận? Cậu có biết con Trinh nó khóc hết buổi tối không? Em biết, thì từ nãy tới giờ nó có nhìn mặt em đâu. Cậu á, cái tính bợp dập dội dã không bỏ, ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà như con nít vậy đó, không chịu hỏi đầu hỏi đuôi, đã phán rồi la quan con nhỏ nữa. Chuyện này á, phải công nhận là em có lỗi, nhưng mà cũng không trách hết phần em được. Ai biểu hai đứa nó thân mật quá làm chi? Cậu cứ nói thân mật hoài, trách sao mà nó không tức? Nó thân mật hồi nào? Thì hai đứa đó về một lượt đó. Trời đất ơi, chỉ như đó thôi mà cậu nói nó thân mật rồi hả? Thì em công nhận là em hơi hồ đồ, nhưng mà em cũng vì con Trinh thôi. Em sợ nó trẻ người non dạ rồi bị dụ như chị hồi xưa rồi sao? Thiên Tứ, cậu nói cái gì vậy hả? Chị đã dặn bao nhiêu lần rồi, lỡ con Trinh nghe được thì sao? Nếu nó nghe được thì cho nó nghe luôn. Chị làm gì mà sợ nó dữ vậy? Nó lớn rồi, chị phải cho nó biết chứ. Chị hy sinh từ xưa tới giờ nhiều rồi, chị phải cho nó biết ba nó là người tệ bạc như thế nào. Thiên Tướng, em muốn giết chết chị hả? Chị bệnh tim đó Tướng. Mỗi lần nói tới chuyện này á, chị cũng lấy bệnh tim ra hù em hết trơn. Chị hù cậu làm gì? Chuyện cũ qua lâu rồi, cậu còn nhắc lại làm gì nữa? Con Trinh nó đang sống vui vẻ, cậu không thấy sao? Muốn khơi lại chuyện cũ cho nó đau lòng buồn tuổi hả? Bây giờ thì vui vẻ hạnh phúc vì nó cứ nghĩ ba nó là người tốt không à. Bị bệnh rồi mất, nhưng rồi sau này khi nó biết ba nó không phải là người tốt, chị biết nó sẽ đau khổ ra sao không? Cậu không kể, chị không kể, không có ai kể thì làm sao nó biết được? Cây kim trong bọc á, lâu ngày nó cũng lòi ra liền à. Đời có ai biết trước chữ ngờ đâu. Thôi thôi thôi, đã nói là không nhắc chuyện này nữa mà. Tứ nè, cậu tính hôm nay dỗ má làm sao? Tứ, sắp tới ngày rồi đó, mình bàn được rồi. Bàn gì chị? Năm nào cũng giống năm nào thôi. Thì nấu mấy mâm cơm chay cúng má trước, rồi mời mấy người hàng xóm tới. Chứ có mâm cao cổ đầy gì đâu mà phải bàn với tính. Rồi, không bàn chuyện dỗ quải ha. Không ấy... mình bàn chuyện cưới xin đi. Em làm gì phản ứng dữ vậy? Sao? Bao giờ cho chị uống rượu mừng đây? Ba mươi mấy tuổi đầu rồi đó, không lẽ cứ ở mình ên vậy hoài sao Tứ? Tự nhiên em thấy buồn ngủ quá ta. Thôi chị, coi dọn dẹp rồi vô ngủ sớm nha. Em vô ngủ trước á. Trời đất ơi,
Lần nào nhắc tới chuyện vợ con em cũng vậy hết á. Nè, lần này về dỗ má, chị bắt em ba mặt một lần nói chuyện với người ta đó nha. Tứ à, em đừng có để con gái người ta chờ nhiều quá nha. Nha Tứ. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, chín mươi ngày qua chứa trang tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, cuốn gần trên vùi nhau. Ủa anh Giang. Ủa, hồi nãy anh có đến để đi cùng với em, nhưng mà vậy em nói là em đã đi rồi. Sao không chờ anh? Anh đã hứa là qua đi cùng với em mà. Bộ em không thích hả? Anh còn dám tới đi học chung với em nữa hả? Hôm qua bị cậu em nói nặng vậy, anh không sợ hả? Cậu là người lớn, với lại cậu cũng không biết nên mới nói như vậy. Phận là con cháu, làm sao mà dám giận cậu được. Ê, bà nhìn kìa, tôi nói có sai đâu. Hai người đó đang hẹn hò với nhau đó. Hôm qua chính mắt tôi thấy lớp trưởng đi chung với Ngọc Trinh về. Thiệt không? Thiệt mà. Nghe anh nói vậy em mừng quá. Em cảm ơn anh nhiều nha. Bạn bè mà, có cái gì đâu mà giận. Mà cũng tại anh, ai biểu đi gần em quá anh chi, làm cậu hiểu lầm. Hôm qua về anh cứ lo sợ cậu cho em một trận đòn đó. Má của em cưng em lắm, cậu em không có dám đánh em đâu. Tối hà cậu em còn bị má la cho một trận đó. Em sướng thiệt, vừa có má thương, vừa có cậu quan tâm lo lắng. Anh thì không được như vậy. Bộ ba má anh không quan tâm anh sao? Ba má anh mất rồi. Hả? Ừ. Lớp trưởng. Nghe. Em có cái này muốn cho anh coi nè. Em mới sáng tác được bài thơ, anh đọc thử coi có đúng dần điệu không. Lớp trưởng coi rồi sửa giùm em nha. Em làm thơ hả? Ừ, có gì đâu mà anh ngạc nhiên dữ vậy. Bộ anh tưởng em ngốc tới nỗi mà em không làm được một bài thơ nào luôn hả? Đâu có, anh bất ngờ vậy thôi. Để anh đọc thử nha. Bài thơ của em á có tựa là Lệ Hằng, tức là giọt nước mắt vĩnh cửu. Hay đó, để anh đọc thử nha. Kiếp tầm luôn phải nhã tơ, giọt sầu tuôn chảy riêng mình đắng cay. Ê, ê. Hả? À, cái gì? Rồi đây lớp mình sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa hai người cho mà coi. Thấp. Nói bậy bạ không ạ? Đây. Bạn bè chung lớp với nhau mà mâu thuẫn cái gì? Hết sức là bậy bạ, hết sức là bậy bạ. Đừng nói tầm xàm nữa. Coi hai người đó kìa. Đâu? Đó. Được không? Được. Cái dần này lạ nè. Em rất có khiếu làm thơ. Con thích nhất là bài Khóc Trăng của ba á. Dù câu từ của ba viết á nó buồn ơi là buồn, nhưng mà con cảm nhận được cái tình cảm của ba trong cái bài thơ đó rất là hay, rất là sâu sắc. Khóc trăng buồn. Dạ đúng rồi, bài Khóc Trăng á má. Mà ba công nhận một điều là ba giỏi ghê luôn á nha. Ba khéo dí giòn ghê luôn á. Mà bên dưới bài thơ ba còn viết thêm là thương tặng Lệ Hằng nữa. Thật là quá đáng. Tiến Thành, trong mắt anh tôi là gì chứ? Thank you.
Đêm nay trăng sáng tỏa, dần dặt bầu trời cao. Trăng ơi, trăng viễn xứ, có nhìn thấy một người mang tên giọt nước mắt nên cuộc đời truân chuyên. Nếu tình cờ chạm ngõ, xin nhắn gửi đôi dòng. Dù nghìn trùng cách trở, lòng mãi nhớ khôn nguôi. Lòng mãi nhớ khôn nguôi, mãi nhớ khôn nguôi nè. Em làm cái gì vậy? Câu này để em hỏi anh thì đúng hơn. Anh có còn coi em là vợ của anh không? Bài thơ như vậy mà để hớ hên cho con thấy hả? Anh muốn phá tan hiệp ước của chúng ta hay sao? Em cũng biết là hiệp ước, mà hỏi anh những câu thừa thải như vậy, anh có lỗi. Là để con đọc được bài thơ này, nhưng không phải vì vậy mà em có quyền xé nát bài thơ của anh. Em có biết làm vậy là xúc phạm anh không? Em biết, nhưng trái tim con người có hạn, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Lễ Hằng có gì hơn em chứ? Tại sao anh luôn tưởng nhớ đến cô ta vậy? Trong khi em ngày ngày ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh từng miếng ăn giấc ngủ. Anh nói đi, anh nói đi, anh đối xử với em như vậy có công bằng không hả? Nếu em cảm thấy uất ức quá thì mình chia tay đi. Sự nữa không? Anh làm khó Ngọc Trinh hả? Làm khó chỗ nào? Anh đâu thấy đâu. Một cái đầm trắng, một cái nón trắng và cả đôi giày màu trắng. Anh có biết là sẽ tốn bao nhiêu tiền không? Đâu phải ai cũng có sẵn trong tủ để khi cần lấy ra mà mặc như anh em mình đâu. À, lúc nãy anh nghe Ngọc Trinh hát hay quá. Anh vui mà nói ra không kịp suy nghĩ gì hết. Trinh à, em không cần phải lo lắng. Nếu em không có, anh sẽ nói lớp đóng tiền mua cho em. Dù gì thì đây cũng là tiết mục của lớp mà, đúng không? Trái tim của anh đúng là đã bị Lễ Hằng cướp mất rồi. Người đang đứng đối diện em chỉ là một cái xác thôi. Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Em ghét anh, em ghét anh. Yêu là sao? Tính là người thứ ba phải đáng hả? Thứ người đó ông biết tự trọng chút nào á? Cũng chưa chắc đâu con à. Biết đâu người đàn bà đó yêu người ta trước. Từ vì hoàn cảnh cho nên là... Cảnh gì má ơi? Người ta đã có vợ rồi thì thôi đi. Trên đời này bộ hết đàn ông rồi hay sao? Khen vô phá đám, phá vỡ hạnh phúc của người ta. Tại con còn nhỏ nên con chưa có hiểu hết được chuyện đời. Bao nhiêu năm nay biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi em, kẻ lợi dụng xấu xa thì nhiều, mà người tốt quá thì cũng không ít. Ai cũng bị em từ chối không thương tiếc.